Hả? Idol lâu quá không thấy, không còn búp như ngày xưa. Ủa? Cái gì mà lâu không búp cái gì? Nghe thấy ngày xưa có gì búp vậy? Ai bấm búp gì không? Ai bấm búp gì không? Vừa mới ăn xưa bên Facebook múp hơn giờ hờ sexy hơn là là sao, là sao? Ủa nếu mà ký thì làm sao biết là múp hay mà múp cái gì béo gì? Biết rồi, già gì mà già, trời ơi, người ta là búp măng non nha, búp măng non. Ai, đi cộng người vậy. Trời ơi, có ai bán không? Vui vẻ không quạo. À, đấy ơi. Ủa, gì vậy? Slot, còn slot đâu mà. Đã còn. Alo, Alo. Là sao? Thì đang đủ còn slot slot đấy. không? Còn slot không chị? Thì đang một người ngồi đây nè, Vàng là muốn thêm màu bắn slot được không chị? Vàng màu hả? bắn được không chị? Đồng có bắn được với vàng không? Đồng á, em cũng không biết nữa. Là thử xem bắn được không chứ không biết nữa. Nè, Cảm vô ơn mời Discord đó. thử. Không có già, trời ơi, người ta bảo người ta là búp măng non rồi. Em kêu bằng chị mà. Ủa, ủa? Ừ. Chị nào? Bắn được chị ơi. Thế à? Tưởng không bắn được cơ. Thế hoa là đồng bắn được cùng à? Ở nhau còn một người nữa kìa, mình có mời Discord nữa. Đây. Ây da, Gì? toàn vàng 1, vàng 4 không. Gì Cái này không phải đồng chưa? Cái này nó đội lốt vàng thôi chứ thật sự là đồng. ây Hello, da đang nghỉ ăn trưa ơi. hả? Ê, Hả? da ơi. Hả? Cái lúc này địch mẹ trên đồi xong bố mà có ba thằng nha. Ủa, Ba thằng, gì? một thằng ngồi uống nước. Hả? Thằng nó cần lúc nãy đó, nhớ không? Không, không, tại lúc đấy là đi ăn rồi, không có biết gì hết trơn, nó quên rồi. Mất trí Nhưng mà nhớ để rồi. kỳ, nhưng mà để kỳ cho nghe. Ôi, nghe không muốn nghe. Ừ, Cái gì hết rồi thì thôi nha. Nghỉ nha, cảm ơn Hùng nhiều nha, thank you anh. Love you. đang sợ chim mà. Có chim đâu mà sợ. Ủa? À, lộn, đang live stream, em đi lỗi. Chim lên live stream và ủng hộ bé không? Đợi khi nào có chim phải sợ nha. Em xin tên đi chị ơi, em vô em coi cho. Hỷ, Giữa Hỷ là sao? Không, đang nói Chị chuyện rộng. với mấy ông ở trong quán net đấy chứ không phải chim đâu. Ôi vậy hả? Chết Dạ. mẹ. Bà xào ấy, bà đã chết từ lúc chiều tới giờ rồi. À ha. Đứng lẹo. Nói nhỏ. Vào vào Chị ủng hộ bé. có đang livestream không chưa, em coi nè. Có. Ở đâu thì Huỳnh đâu nói. Kỳ quá à. Bao Em xin nhảy cái link đi. Nó nhỏ. nhiêu xin đây. phút? Ủa? Xin lại xin Trời. link. Không, không có link. Trời ơi. Người ta có làm, có phải diễn viên đâu mà link 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 live stream. Mimo hay là Facebook? Mimo. gì đâu mọi người ơi. Nhìn đâu, nhìn đâu, chậm đi nhá.
để nạp tiền vợ ủng hộ. Dữ ha. Bây giờ thế nó chết đùa. Mất đi ơi. Ủa, nhà dạ? Số 4 ơi. Ba đây to lắm, bắn để ba gánh. Rồi, để em follow chị. Ủa, gì vậy? Chiều ba gánh, tới top 1 liền luôn. Được không chị? Mất sợ lờ đi ông ơi. Sợ em lờ không có gì vui, chúng ta không nên sợ lờ. Em mới có 2k2 rồi, chị kêu em ấy rồi. Wow, kia bên này lia này, bên này lia rồi. Bên kia 4 5 team gì đó. Lúc lên lên này. Qua em một con. Đồng. Ok. Má mà ông này ông ngồi canh ăn cơm xong nghỉ vô chơi à? Vô đâu? Mới bắn xong luôn á. Thấy bà cổng ấy. Mới bắn xong mà vẫn còn nhìn người ta cộng người ấy hả? Chơi cộng người mà. Kiếm lúc để vào mà. Đồ không có vô. Sao nó nghèo dữ vậy? Vô chưa mọi người? Có bao đi ta? Bao ba nó nghèo. Thật sự. Hơi lên nè. Nhiều quá. Su chết. Ôi bia làm gì có đâu. Trời trước giờ vẫn như thế mà. Kho trước mặt chưa thấy gì nhá. Bên phải, bên đường cũng không thấy gì cả. Có khi nó đẩy hết ra giữa rồi quá. Phần tấm này là có thích không? Thích không? Gần có, ở ngay đầu trong nhà lớn á. Trái bắn nhau bên trái nhiều nhá, nhà lớn còn. Còn. Có nào chúng đi không? Có kế tàu. Trên nhìn xuống. Ông anh ơi, chấm cái anh ơi. Dạ. Dạ thằng dưới. Lóc có.
trái anh bị lốc. Có một thằng trái em lết lốc kìa. Lốc thằng nóc rồi. Tìm nóc. Liên tìm nóc rồi. Liên nóc còn một tìm nóc mới. Dưới tầng 1. Nóc còn nhá. Nóc. Hay. Hay. Cửa giữa nhà. Tôi lia. Ai, nó chưa. Ai da, ông nào còn choáng nhỉ? Choáng đồng đội không à? Choáng đã thì địch đâu. Ghê tới à. Chị bái bắn ghê tới chị gái. SLG trên này nhá, trên nóc. Đâu rồi? Ở đó đó. Kiếm cái gì? Lết đỉnh chóp, trời ơi. Khỏi bàn. À. Sao quá trời luôn á. Mà nếu hiểu sao quả đấy mình nhảy vào mình công nhà nhá. À mình nhảy vào để mình công cùng đồng đội nhá. Mà nếu hiểu sao ăn quả lết của đồng đội được cả tiến tính trong khi tầng 1 đèo có ai. Ủa? Là sao vậy? Ném nét. À nhầm sợ flash chứ. Tôi ném flash. Má. Ai à, SLG này, ở dưới tầng 1 này. Rồi, có mắt này cho cả. Ôi, bên kia lấy cốc tan là vứt cốc tan bên kia rồi. Kịp tình. Đấy, check bát dưới tầng 1 này. Đâu, chị. Thôi về cái cốc tao đi bò luôn thôi. 18 thằng. Hello anh nha. Đần lắm. Ủa? Đây mà. Mình lộn chỗ nào ta? À đây. Phim em giật hay cái cam giật hay là cái game nó bị giật? Cái nào bị giật anh? Ờ. Sao nó cứ bị giật ta? Ủa? Sao vậy nhỉ? Hơi giật. Em không biết nữa. Tâm bò vậy chứ hả? Ông kia bị AFK luôn rồi nhá. Vụ gì mà tâm bò vậy chứ hả? Ủa, này thì đi đâu nữa trời? Tâm bên đây đâu ta? Ông kia bị AFK luôn rồi kìa.
điện rồi. Nhưng mà Discord vẫn còn tắt mic luôn kìa. Toco toco. Thế cũng chặt sữa, tim chặt sữa. Có ai đó vậy? Còn mấy 9 thằng thôi chứ mấy. Game ấy chứ em vẫn đẹp lắm. Ơi, đứng lại đứng. Bà nội cha. Xe à, có người hả? Vô vô này. Trời ơi, em biết em đẹp rồi, hoàn toàn đi. Em không biết chỉnh sao, em không biết sao hay là do mạng của em á. Hoặc là do cái OBS em chỉnh không có đúng. Anh có cái setting OBS ấy nào ngon không? Em thính là có người nè, tính đâu? Chưa dạ, mọi người. Chưa, vô lại đi. Đó, ơ cái gì vậy? Thính chị ơi. Thính kìa chị ơi. Chị nào? Alo, trời alo. Ơi, chưa. Chị nào? Ủa, ở trong đây làm gì có ai là chị đâu? Ơ, mất xe rồi chị ơi. Cái gì không, đèo đón luôn. Đúng mà. Mất xe rồi em ơi. Em chết chưa, em chết chưa, em chết chưa? Chưa, vô đi, vô đi. Nhanh đi chị ơi, mất chị ơi. Đúng mà, thầy có lên giết mẹ cái ông này không hả mọi người? Cho một cái vote đi. Dạ. Đấy, nhảy xuống xe thôi mà cũng không làm được nữa thầy. Có phải ốp không? Không có cái gì ăn luôn chị ơi. Mua ba nguyên này. Em có nhặt trong thùng thính đâu? Ủa? Trời ơi, người ta nhường thùng thính cho rồi, vẫn gần không nhặt hả? Có nhặt đâu mà. Ủa, AUG này không có bán đâu. Có xe, có xe, có xe. À. Xe bộ chị ơi. Má còn 9 thằng hả? Ây da. Thằng nào? Cái đồ kìa, đứng giữa đường rồi. Nữa. Má, đứng giữa đường thì chả bắn thì chả thế. Chả đam thôi chị ơi. Nhưng đầu với người vừa đúng. Ờ, cái được ông địch mày sao cũng chạy đứng nó mà cương chả đam. Ờ, hả? Này thì cương nè. Nó đẩy kìa. Kệ mày nó đẩy thôi, chơi nó thôi chứ gì nữa. Cho tôi quả smoke tôi bò về, nó kìa. Tứ. Chú Hai em vô nhà nãy giờ ông nói chả smoke luôn mà. Ủa? Chả tính đồng đội gì cả. Chơi game. Ấy, đây là còn... Má mà lóc tôi nữa thật tiền ông nội. Trên đồi chấm này. Đâu địch mẹ đấy đâu nó bắn mày kia. Chấm. Cứu ông kia đi. Cứu ông kia đi. Sao móc ra cứu ông kia đi. Có hai thằng chứ mấy. Thằng ngoài cao thằng ngoài chứ mấy. Chọi đâu dữ vậy, chọi gần lại. Vai có quả sửa móc thì ông kia ông đánh đầu bay mẹ luôn. Alo, chấm cho tôi nói em bắn cho. Chấm. Ok. Không nhưng mà đúng không? Kiểu nè. Buồn cười ấy. Thấy con MK nè. Đang mở xuống đường á. Đang mở ra đây nè. Kệ mẹ nó. Bắn cái thằng đầu cỏ sao yếu á. Rồi sao anh nó ừ. Đâu rồi ta? Vẫn đứng chỗ cũ, trên đỉnh luôn. Giữa đỉnh luôn. Đúng rồi, trên giữa đỉnh đó đó. Đồ xanh. Ủa, wow, đầu luôn. Cháy đi. What? Con gân rồi. Báo đi ơ. Gần nó vào đâu? Ủa? Ok, tao kể. Công tác tí thế nào? Nhưng tao kể đấy. Cục đá. Cục đá vào đường. Bắt về rồi. Cố đi. Rồi, thoải mái. Có
10 xuống gần rồi. Cover em cái. Thôi tao ra. Nó tin rồi này hả? Trái, 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 không trên đầu không có, trên trái, dưới trái, dưới cục đá trái. Ra đây công nó luôn nè. Còn một à? Nó đó. Hai thằng còn mình nó chứ mấy. Còn một à? Ra đây công với em luôn nè. Thằng một mặc đồ màu xanh. Màu xanh chết rồi mà còn đồ còn còn MK gì á. Tại vì MK thằng đồ màu xanh á. Để thấy nhá. Để thấy. Chạy đâu mà. Lăn quanh đây. Đá. Kiểu đi, kiểu đi đó. Chấm lại cho em cái bắt phụ cho. Có một bom à. Thế thôi bắt đi, để tôi cứu cho. Biết nó ở đâu thì bắt đi. Ui, đi con mẹ, bye bye. À! Để chịp chạy luôn. Ủa? Gì vậy? Mua nó đủ quá, nó trâu. Sao vãi cả em này sao? Hả? Trời. Thằng em là thằng nào? Cho lắm người điện liền. Tôi vẫn chợt nhận ra ta yêu em nhiều. Ủa sao lại còn ngược? Mới chị follow chị đó chị gái. Nghe hay không? Là sao? Nhơn ấy hả? Đúng rồi. Cảm ơn nha. Nhảy đâu đây mọi người chấm đi. Sướng thế cơ hả? Mọi người để đâu thì chập đi. Nhau. Thử hai tim này. Thứ gì vậy? Thứ gì? Tim mà mọi người nó nhảy xe kìa. Ủa? Sao được có lấy xe? Nó nhảy xe, ý là bảo là nó nhảy xe mà.
cho em cái cấp 4. Em xin cái cấp 4, bắn em bắn. Anh anh. Cấp 4 anh trai. Có em mũ được không chị ơi? Không. Tự kiếm đi. Thế nhờ. Sao bỏ hết ở đây rồi, tí nó đẩy ra không biết sao được. Có mũ nào chừng ta? Ủa? Có thằng phải hả? Công nhá. Giờ đây chị. Ở tầm này nè. Giờ đây chị ơi. Về làm cái gì? Ủa? Ấy nó chứ quậy cái gì? Kìa. Nó mở gà hả chị? Một thằng chấm một. Vừa tát xong. Ủa? Hết mãi mãi một tình yêu rồi. Bây giờ mãi mãi một tình yêu với VDS nha. VDS thôi nha. Tình yêu VDS. Bạn bảy thì vẫn yêu thôi nhưng mà có VDS thì cũng vứt hết. Em không, tôi không chuyện nhân ra. Ngày số 4 còn nha, bắn ngoài đi, bắn ngoài trong một đi để đó. Không thấy nha. Bắn ngoài trong một đi để lên đó. Có thấy nó đâu, ở đâu, nó lúc rồi. Xe bìa nè. Trên nóc kìa, nóc xe ngoài cùng. Xe này nè, nhảy xuống cái đất rồi kìa. Sang xe giữa. Xe số 4. Đúng hai thằng. Ở xe như có 2 3 thằng, 2 thằng thôi chứ. Chứ mà chưa một thằng. Nó 4 thằng hai thằng ở giữa rồi đó. Đẩy hẳn vào cái nhà này đi. Má tôi có băng đạn thêm, tôi đẩy rồi, không có băng đạn thêm. 10 viên hơi khó khăn. Là bắn thường đi công chỗ đã hả? Không, không thích bắn thường đâu. Công thì công thôi, có băng đạn thêm là công thôi. Nhưng 10 viên sợ bắn không nổi. Kìa, cuối, tầm 1 chấm. Nó đang ngó, nó đang trách. Đúng chấm. Ngoài đường một càng. Ngoài đường đâu, chấm lại đi. Ngoài đường nè, chạy dưới đường ngoài chấm 4 kìa. Mở vào bình cái... Kim trong dưới tấm mặt con người. Dạ. Vô nhà đây bốt, nó vô nhà đây bốt. Chấm 4 có người không hả? Có một thằng mò rồi đó. Mò sát hàng vào. Nó bắn ca kìa. Cái núi luôn hay gì á. Ngoài nhà kìa bốt, bắn ngoài nhà kìa. Kìa nó chạy vào rồi. Chạy đến đây rồi. Chạy vào xe rồi. Chắc mấy em cái gì? Chạy vào xe đầu tiên á. Chấm liên tục rồi mà. Lên cầu thang, xe ở số 4. Cầu thang xe số 4. Sau lưng kìa, ủa? Còn thằng cuối ở sau lưng thôi. Nhà ca á. Bắn 10 viên hết mẹ đạn. Bắn một tên chứ. Do nó kìa, do nó. Dưới trường này còn em à. Phơm nha, không phải mẹ ấy đâu. Không. Ủa, không kịp phơm luôn này à? Đang lên lòng chứ, đúng á, biết thật.
Chó này táp đâu vậy? Ủa, bao nhiêu người mà nó không bắn là nó cứ đè Chạy ra chạy bắn cho cơ. em cái mấy cục hết chị, em chưa có lót cái gì luôn, không có máu bơm luôn. Thì cũng có cái gì đâu mà. Nó ở Chạy đây trả cục 8 đây. Tại đi dùng con gái. Ủa có cần gì đâu. Nó thích thì cứ lấy thôi, lấy gì đâu. Có con À đó gì cái cấp vậy 8 trời. nhanh thế biết. Ai lấy cấp 8 đâu. Ủa Con số 3 kìa. em Còn bé kìa chị. em bắn ca đi không không bán đi thôi. Rồi, à, sao không có súng gì vậy? Đi thôi đi thôi. Ủa ai thấy đèn xanh luôn mọi người? Không 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 có bắn đạn xanh đó, người ta cho công của mình có làm được cái gì đâu. Đi phơm rồi. Có một... ơi đi chừng nãy giờ chừng 80 cái nhà mới có cái mũ mà. Ở chỗ chậm bột có xe nhá. Nói chuyện nhỏ nhẹ thế không như hồi mở cái tầm ấy hả? Thì tất nhiên rồi, đợt mở cái tầm là còn cát nữa mà. Bây giờ có cát đâu, bây giờ mình phải thì đi nhẹ nói khẽ cười duyên ấy. Chứ bình thường xem bình luận bóng đá hay là giải xiếc thì nó cũng phải khác mà. Nó phải kịch tính hồi hộp, nó phải khác chứ. Ông vừa đấy là quạo lắm rồi đấy. Đợi tí, đợi tí, đợi tí. Để mở cửa. Ra mở cửa cho con mèo đã. Tôi chạy đâu đây bốn ơi, bốn. Đi vòng số 2 kìa. Trong. Chở anh đi với anh ơi. Ai Hay. có ai có cốp được không? Chỉ cốp 6, chỉ cốp 8 này. Lót khí thế luôn mà, ta đi hết trơn, bây giờ còn qua chạy qua vào ái lót luôn mà. Nghe mà đi lút cho ông. Anh đi rước ảnh đi, em đứng em đợi. Vãi cứ cực. Có Em không có 8 bỏ. Không rồi, xin xin kiếm có người rồi. 8, xin có 8. Ủa, Lót người gì ta đi uống lót đây gì đây. đam mê sao mà hết người luôn rồi. Người ta đụng má hoài mà. Ủa. Thấy chưa, có người làm chứng luôn nha. Uy tín lắm luôn. Cha ơi, con không có máu, không có nước, cha ơi, có mượn con đít à. Thì đi bo bắn nhau thì lại sẽ có nè. Giờ còn phải chạy vô tới nhà máy đón không nữa nè. Có mượn con đít, sao bo vô, bỏ mình chạy rồi, quất nữa đón luôn mà. Không lỡ cuộc. Ủa hồi đó cũng kiểu nghe dạ gì vâng vâng dạ dạ các kiểu mà làm gì có quạo lắm đâu mà sao in. Sao hẳn in tình hình ảnh xấu dữ vậy, Cái một là quá câu đấy cơ à. chờ đợi mấy ông nữa thì tôi đi ngủ Đã đi nơi. nãy giờ thì nửa tiếng đồng hồ rồi đó. Ủa gánh tôi quất đỡ heo gánh lúc nào. Ủa bất bất nha. Nhanh lên tôi sắp chết rồi, mấy người không đi nhanh là tôi sắp chết thôi. À có chết rồi, bà chết không số 2 á. Tôi đi nãy giờ nửa tiếng rồi, tôi phải quay lại nhà máy tôi đó không đấy. Bên nhà máy không có xe, không làm biếng lấy nữa mà. Có cái là không cho lại nước rồi. Dừng lên xe em ơi. Dừng lên xe đây.
Không có người gì trơn trời. Ở đâu qua đây vậy anh? Đi kiếm người chứ đi đâu chứ hả? Ở đây rồi, thằng nào? Chẳng nào mới chịu tao. Đâu người, đâu người đâu? Trên đồi, trên đồi, trên đồi. Đâm vô mình luôn kìa. Chấm lại đây, chấm lại đi. Nhà tôi đâu nè. Ok. Chấm 4 đấy hả? Ờ, ngay sát bên nhà luôn nè. Dạ, thằng nào bích nhưng mà mua xin vậy? Dừng lên 1.2 cover, dừng lên 1.2 cover. Trên đồi còn. Trên đỉnh nhá. Má. Ổn không? Hướng có cần em lên 350. Không? Nó bị bắn, nó bị tiếp khác. Nó có bắn. Lên luôn không? Lên luôn đi. Lên cho, chấm chấm tâm đạn chấm. Có 8 này 1. Thôi cứ đi bắn nhé. Bên trái, bên trái, bên trái. Còn bên còn, bên trái luôn. Yếu. Bắn chết rồi. Team khác bắn chết trong sân bóc từ. Má, à, bị choáng rồi. Ê da. Em ơi. Ủa? Còn đằng cuối, bên dưới, chỗ tôi. Ngay chứ... không? Ngay, ngay đó luôn không? Trước mặt tôi này. Ủa... Ôi, nó chết luôn này, nó cũng chết luôn đấy. Đúng quá. Cái gì vậy? Cái gì mà 4 người mà có 2 thằng bắn không được vậy? Vậy trời ơi cái gì mà đẩy lên 3 người mà có 2 thằng mất được đâu, 2 team nó bắn có phải 1 team đâu, 2 team mà team kia bị kẹp giữa đang ngồi cứu mà tôi không đẩy lên, tôi không biết team kia bị kẹp giữa nữa, team mình ngoài bìa luôn á. Giờ tôi tiếp người chịu chi. Ê hồi đấy còn cũng team mình ngoài bìa là chết cuối luôn. Team mình là team lợi thế nhất luôn á, team mình mò được á, team kia một team bị nó bích. Nó bắn mini nóc một thằng rồi, đang cứu trong móc gì á. Trước mặt em đàng hoàng chứ cứ tôi người ta biết lớn tội mất là sao? Là sao là sao? Chị ấy chỉ còn cầm pistol chỉ gạt được thằng hay sao? Bắn chạy bắn lẻ luôn đấy hả? Sao giật hết ta? Chảy nước gì? Chảy nước miếng ấy hả? Bán xong mất hút, có bán được miếng nào đâu.
Chơi, chơi đây đi anh chị. Được. Thế đâu chả được, chấm là được. Mình mất 70%. 70% là chơi game 1 phút. Cái gì vậy? Game này là 100% là chơi game 1 phút. Thì không chơi nữa, tắt máy đi ngủ đi, trời ơi. Hai team. Thôi tầng 1 thôi, nó lấy được ai rồi. Qua nhà nhỏ nè. Có muốn không thế này? Nó đẩy ra này. Còn ra. Đi ba chị. Có máu à? Để hiu cái. Uầy! Cứu em, nó yếu rồi. Cứu em được này, có sờ móc rồi nè. Từ từ. Từ cho bà bán từ từ. Đừng có nói. Trời ơi. Nó bắn cả ra đây. Trời ơi. Vì không lên được chứ sao nữa. Ủa? Sợ lên nhanh của anh lại không kịp. Không đáp kịp. 70% cơ thể là nước. Của em là nước. Vậy anh có khát nước không? Đó, câu đó là như thế. Lúc nào lên thì sao? Bây giờ em lên trong ngày hôm nay thì sao? Ra điều kiện đây. Lên liền luôn á. Lên lại rồi. Lên lại lúc nào nhỉ? Bắn cộng người khó chịu quá. Bỗng chợt nhìn em không. Ôi bỗng chợt nhận ra đã yêu nhau. Làm được. Được chứ sao lại không?
Bay đâu vậy mọi người? Kìa. Ở kìa. Sao vậy sao vậy? Kìa. Người đâu bắn? Chơi game sinh tồn để nói chuyện anh ơi. Có chuyện gì để nói hả? Ủa? Quen biết gì không nói chuyện? Dạ. Thì không có biết gì nói rồi mình mới quen biết chứ. Anh sao á? Lớp hả? Đang lên lớp nè. Lớp nhiêu? Hay đấy nhờ. Tao về mạng. Xin về đét nha. Đúng chị. Hả? Không. Rồi, cho cái súng đi lên coi. Có người đâu cần súng anh. Tao có nhảy trong đó đâu. Ủa? Trong đó người vô đó làm gì? Vô đây loot anh. Sao? Kỳ thị chỉ em à. Ủa? Vậy là đang luyện chết hả? Sao bài gì gặp tôi cũng tốt tám nhau nói nhiều nha. Anh Tuấn chơi không? Ủa, cứ ôm. Má, quá đáng thật sự. Theo dõi liền nè. Đúng là anh em cái khế. Đến thế là cùng. Không được như thế. Bỏ ngay nha. Vé đét luôn. Ngoài phòng cứu tôi với. Trong mồ có bao ghế rồi. Em là giờ trong vòng tròn nha. Người ta có tuổi rồi đó. Đùa. Cấp 6 dư ở trong vòng tròn luôn nha. Sao nhở? Hãy cả xếp đánh cháy chuột ạ, dạ sĩ. Có ai thấy cái bình rơi dùng chim xin dưới? Đang đi kiếm mày. Ở trên xác tôi nè. Đâu chị? Xác tôi. Đang sạch chuột gì? Trời má cái bo. Đi rồi. Thế rồi. Không có cái camera thứ hai à? Mày ơi. Sao chị kia bị mất máu à? Đi ơi, lút gì nữa?
Ủa, Sài Gòn ngon thế, ai 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 đậu? Tao có xe chưa? Dạ chưa. Em chưa có súng chứ được cái say anh. Số 4 này. Quả đấy này kìa. Nhanh. Vâng 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 đợi xíu em lấy cái mini cái. Không có cái súng gì luôn vậy. Tiền ơi. Hậu giá bò đi, bò xa mấy liền. em không xe bong bong Ây da. Tiến là làm gì có chuyện cỏ lúa bạc nhau, ông tôi phải phân định rõ ràng. Là cỏ lúa như thế được. Rồi anh đi vô đây vậy chết mẹ anh rồi chết mẹ em rồi nên Má gì đâu đây có người đó vậy chứ hả? thôi anh ơi quay lại đơm á. Đâu bốn, trong cái bốn. Nó đi rồi, nó đợi đi rồi. Nó bị chim cút rồi. Điên ơi, giờ này còn lút gì nữa anh ơi. Để nó đi theo ông bà nữa. Đi em tiếng gọi của con tim đi anh. Đi đi bốn ơi. Ngồi lút lút nhiều đồ nó cũng vậy à. Tao có lốp đeo thấy tao đang dí bọn bờ ghiếp chạy cần trời. Dí đủ mà nó bắn cho ông thấy ông vứt máu ông bò chạy thì kêu dí Tao nó. tao lấy nó một xác rồi đó. Trong đôi. Ủa? Gì vậy anh? Trời đi xe về chết mẹ em rồi. Là có kêu gọi luôn á. Trời hồi nãy giờ ta cái thằng gấu xanh này làm trục xác rồi đó. Sao đằng trước nhiều xe dữ ta? Ôi mẹ ơi cái bò. Nào đậu xe dưới đường vậy? Hỏi nó. Trời đất, tông nghĩ gần chết luôn. Tôi lò hết luôn, hết xăng luôn, hết xăng luôn. Đậu chơi đậu xe không lọ vậy? Rồi bố ơi, hết xăng rồi bố ơi. Xe gần nổ rồi.
mà ơi. Mưa bãi liền. Vô chấm em kìa. Tôi trái kìa. Kìa. Ờ. Nhà có người bắn. Mày bắn từ nãy giờ rồi, nghe hả? Bắn nãy giờ bùng bùng bùng. Kho. Tông vô nghe luôn rồi. Nó ở ngoài sườn đồi trước mặt kho này. Tầm này này. Sau có xe này. Sau xe vô này. Nhà. Trong nhà còn. Nhà bay à? Nhà trước mặt. Tầng 1. Có khi chạy lên tầng 2 nhá. Nó lầu 2. Lửa, lé đi. Cứu nha. Rồi, cứu đi. Nó đáp quả gì này? Choáng. Flat hả? Chúng ta đi về đợi hậu dữ vậy. Vội thế. Có một thằng một ngồi hậu từ nãy giờ. Ủa, nó sờ bốc như thế này sao? Ủa? Sờ móc với cầu thang, ở trên cầu thang có sờ móc đâu, ở kìa. Nhìn thấy à trời. Bà đi lên bà xem coi trên cầu thang có sờ móc đâu. Ok. Trong cái thằng trên nhà đi kìa, táp nó làm cái gì kìa cha nó. Bắn nhanh đi, tên khác nó mò vô bây giờ. Nó có lên một cái mẹ đó. Tôi lên làm gì?
gấu xanh nó nãy giờ giết hơi nhiều rồi đó. Nó xuống này, nó xuống này. Nó sắt cửa luôn. Bên trái cái cánh cửa. Bên trái cánh cửa. Nó cực yếu rồi. Rồi. Vậy mà cũng làm được hai thì hay. Sao móc cái từ từ, hết sao móc mới ủi cào lên sao có bắn được không? Sao móc nó sao móc dưới chân cầu thang không, lên giữa cầu thang là nó hết sao móc rồi. Lên giữa cầu thang kia nó kê trước ông nội. Ủa? Ba người lên, ba người lên, ba người lên, ba người mạng mà đổi bắn được bao nhiêu, tôi cho đổi 40 viên đạn, ba thằng. Thì hai người đang cứu làm gì, mọi người đang cứu đây còn gì, quá lo. Mày lên nó gì vậy? Tôi nóc, tôi nóc, nhưng mà cứu tôi xong rồi tôi tăng lên cho bắn mà. Thằng Lê đóng bảo ông đẩy lên bắn không? Ủa? Im bắn này. Dưới chân này, cái gờ. Bỏ bắn vô đó cái, bỏ vô đó cái. Tầm này này. Ở dưới á. Ở dưới chị ơi. Đi thẳng xuống cái nhà không chị? Đừng có xuống. À bom rồi. Tự xuống nhà kêu không xuống không anh. Ở bên kia đường, bên kia núi, bên kia núi. Bên kia núi, ừ. Thấy rồi. Đó đang chạy kìa chị. Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Chấm nè. Ở cái thằng này thằng gấu nè. Chắc luôn. Bắn cái kìa anh. Chấm này, chấm này. Rồi bắn hẳn dưới kìa. Bắn hẳn dưới nó kìa. Ấy gần kìa. Một viên của 24 rồi. Ui, 3 viên rồi đéo lóc kìa. What the fuck. Một viên 24 được không lóc à? Một viên 24, 2 viên berry đó lóc. Giảm xí. Rồi, người bắn hướng ông dưới chân ông có thằng thằng bên trái kìa. Dưới chân số 2 á, sát dưới rồi. Ừ, nhộng nó nghỉ rồi trước mặt không á. Mình chạy trước đi, tụi nó chạy có lợi hơn. Đi phải này một. Ai da, ai da. Anh dính vậy? Cứ bắn đi. Từ bò vô chỗ sếp ạ. Có lạng nữa không anh ơi? Bế vô, à được rồi. Bế vô, không kịp, bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Đi 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 đi, bỏ tôi đi, đi đi. Không kịp. Ngay sau lưng có một thằng ấy. Đấy, dưới sườn trước mặt, tay trái luôn. Bắn nó luôn. Ba thằng. Nó đẩy lên nó. Bao quả kia sẵn chí một viên 24, 2 viên berry đó lắm. Mà trời như chó vậy. Bồi thêm một viên SS ở đây. Rồi bắn hai thằng khác nhau. Bà bắn cái thằng dưới chân ông bắn cái thằng bên kia đường. Chết kiểu gì. Người bắn hướng kiểu chết. Ôi mọi người chơi nha. Mọi người chơi nha. Mẹ tôi ngồi trước đây. Không bắn được. Trời ơi, tàn chỉ đã không à, khó bắn lắm. Để xem có ai cộng không. Ai cộng không mình nhảy vô. Chứ không có cộng nữa đâu. 1, 2, 3, 4. Toàn cộng mấy chấm thôi, đủ mắt không chấm mấy như mình thì hay thì bắn vào. VPN nhận hết nhưng mà đi lùi vịt nha. Là sao? Đi lùi vịt. Em đâu cần bắn, em có bắn hạt đâu.
đơm không mà, nhưng mà toàn các giáo viên chỉ dạy thôi, mệt nắp đầu đầu. Thôi anh bắn đi, có gì em bắn linh tinh tí. Anh bắn đi. Valorant hay là chuyện game không ta? Má, toàn cộng 2.2.5 các kiểu đâu má. Có ai cộng bắn vui vẻ không? Bắn theo tâm trí vui vẻ. Để đem cộng EU em ơi. Nhưng mà sợ là em về về Việt Nam rồi anh. Em không có bán EU nữa. À không phải, em không có sống bên EU nữa. MH370 là cái gì vậy? Bỗng nhiên nhìn em không, tôi vô tình nhận ra đã yêu em nhiều. Tên kia vẫn còn quyền uyên lắm. Ủa? Cái tên Ây trời, ủa? Ủa sao xô được nhớ? Mình vào Discord bao giờ nhớ? Ủa có đang trong Discord đâu? Là sao? À, béo lông xu. Ủa? Sao lát hả? Ủa? Mình có đang trong đích không? Sao lại có người vô được ta? Ủa bị lát hay sao? Là sao? Sao lại có người? Sao lại trong đội của mình nè? Ủa là sao? Sao vô được vậy? Ơ, à, sao có người vô được vậy? Là sao ta? Lại không đỡ được. Có múa được nữa thì hết nước chấm. Hay hay hay, em biết hay nha, chứ em không biết múa nha. Em có thể hay nha. Lại Mikenko luôn. Mikenko là sao? Hợp ta là sao? Khá là dày đặc. Thì cũng biết. Hey hey hey. Tất nhiên là phải biết rồi, trời ơi. Hello Minh Trần. Ủa, ở Đà Nẵng lúc nào vậy? Lúc nào vậy? Ủa, sao có người vô được nè? Ở Đà Nẵng lúc nào? Em có vẻ đa di năng. Trời ơi. Ủa? Anh Quang Huế. Không có. Lộn rồi. À lộn đây rồi. Không có đâu.
Alo. Zoom này zoom bao nhiêu nhỉ? Dạ 17 đó. 17. Ok. Thank you. Để kéo nick xuống. Khỏe không sao? Ủa? Ủa? Em hả? Hả? Hỏi em hả? Ừ. Ờ, khỏe á. Trời ơi, tôi còn có Facebook bà thì nữa thì gì vậy? Ủa? Có hả? Có. Ở đó thì có bắn chung với bà bị thằng kia chửi quá trời luôn. Thế á? Sao để, làm sao để nó chửi vậy? Tại biết đâu vô nó giết tôi, nó phơm tôi rồi, nó chửi tôi. Đắt là giờ ra ôm ăn lờ ở đó. Phải đâu. Mít ghép kìa. Tôi sao? Tôi có là fan Facebook bà, tôi có kết bạn. Thế hả? Không biết luôn. Chị bị lủ lấp xe với anh quá. Ủa? Không rồi. Tại... Em offline nữa hả? Ờ, em đang stream. Chắc là gánh tin. Ờ, ai vậy? Do nè. Thế thọ, thọ hả? Thọ hả? Ừ, tôi thọ. Số mấy vậy? Tôi số 2. Ok. Rồi xong. Ba yên tâm rồi, số 2 gánh tim rồi. Rồi, đúng rồi, tôi có số 2 4 gánh tim. Ủa? Cái đời, gì vậy? Mới chơi lại game này. Tôi cũng lần đầu mới chơi game này á. Không, hôm nay bị thủng lốp xe. Em có nói có bị ồn thì mọi người bảo em nhá. Ồn với đấy. À, okay. Dạo này còn đi du lịch không? Ủa, dạo này đi du lịch không lên đó. Tôi thấy bà đang đi chơi miết. Ủa, có luôn. Yeah, chết rồi, tao bắt thông tin ở đâu không à? Không phải quên em đâu, mà là hôm đấy chị bị lủng lốp xe nhưng mà không có lủng buổi đêm, chưa biết kêu ai cả. Mới chợt nhớ ra nó mới gọi nó thôi. Mới cả biết là đang làm đêm mà. Vẫn làm đêm ở Unicorn hả? Có bạn mong xem đoàn cầm kỳ thi họa. Ờ, em cầm kỳ thi họa được nha anh. Còn cầm kỳ cầm cái khác không được. Lấy công đầu luôn đi, lấy công đầu đi. Ok. Ai fan cực? Có. Nó cũng lấy công đầu. Nó lấy công đầu bên trái. Mình cứ lấy bên phải đi, lấy kho, lấy đường. Họ lấy rồi nhá, hay là lấy rồi thôi, người trắng chạy tao thấy rung rung sao là làm gì rung rung. Wow, cảm ơn em nha, tao kêu em nhiều. Có khẩu gì cháy bên đấy không? Vẫn trên công nha. Ê, cái thằng công này có luôn. Ừ, bắt kho ha, bắt kho gần ha, chơi hả? Kho gần nó đi rồi, kho gần chạy qua mấy cái thùng rồi, thùng bên okay, kia rồi. Ok hiểu. Mình có cái sao này. Hai thằng trên công. Vậy?
Ủa sao sang đấy rồi? Không có băng đạn thêm. Định lấy rồi nhưng mà không có băng đạn thêm nên không có lấy nữa. Giữa ai chả biết vậy. Biết là biết chắc chắn luôn rồi. Khỏi bàn. Hai thằng bên đấy, còn một thằng nữa. Vừa nói xong. Còn áo đỏ đúng không? Đúng rồi, thằng áo đỏ nữa. Công bên ba kho. Nếu cầm khẩu này chúng nó lại. Công trận chấm một mồm mà nhá. Có đạn. Đẩy gần này. Ai, ta làm lâu thế. Bốn thằng nó hiếp. Đâu, má lại nói. Đầu tiên có thằng gần không biết luôn. Thằng là thằng dắt tôi đó. Tôi báo rồi mà. Đừng tới liền tìm được nữa. Bỏ trong kho có một thằng mà. Đang cầm cam 24 thấy nó đứng lọc sọc trong nhà. Tắp dính còn gì nữa. Ủa? Sao kêu không tắp dính? À, không có bạn thêm nên là mình đã chấm vào đây tí mình tính cái mình nữa ra nhặt rồi. Nhưng mà không hiểu lòng tham rồi đêm vẫn chạy ra nhặt được ạ. Thiệt tình. Thế bình thường với chị làm sao? Bình thường mặt với chị có vấn đề hả? Không, bây giờ đổi là bắn VNS với cả bắn 24 rồi. Không có bắn táp nữa đâu lắm rồi, không động vào cái táp luôn. Tụi tương lai bên đâu à? Là bên Nemo. Quả đấy tính là không lốc lỏ đâu, nên nào phải đứng. Ờ đưa VS nhưng mà phải có bạn theo nha, VS không có bạn theo là chịu luôn. Ủa vậy nè em. Được, thoải mái. Hôm tại là dạo này em bắn nó thế. No no kiểu cháy được một game cái bắt đầu đổi xuống. Hello Phật bò. Eo. Mình thích ăn phở tập cập hơn. Ừ, có băng đạn thêm là không ngán thằng nào luôn nhưng đúng má lại đéo cho, tức thật. Kia bạn ơi. Nó lấy rồi bạn. Nó lấy ba kho rồi. Lấy ba kho rồi, đu kho sợ đi, đu công xa đi. Công cháy có thằng kìa. Quay luôn kìa 4. Thấy à? À nó có súng rồi. Địt mà nó cho khẩu này thì. Bỏ rồi. Bỏ đâu?
từ xíu rồi, đó, không sao lắm thôi. Con rất khủng mà 4 chạy. Lắp thằng đấy không? Công này hai thằng. Công nào hai thằng? Chống 1 á, tổ chống 1 hai thằng. Ôi, lắp 1 rồi mà. Thấy 1 thôi mà ta. Thấy 2, một thằng nhảy xong. Có 1 thôi mà. 1 á. Thấy 2 mà. 2 thì chịu nhá, mới thấy 1 thôi. Không dưới battery nè. Thôi. Ông thôi chạy về coi tao luôn anh. Tôi không có giấc ngủ gì á, ở cứu tôi luôn đi, cứu tôi luôn. Ủa, chị đã nhậu với em bao giờ đâu mà em kêu chị nhậu sai? Ủa, lại là có nó. Có máu không? Không có chị, có đạn không? Nó đẩy luôn kìa, thấy không? Kê trong cái, đẩy. Chậm lại đi. Chấm 1, 2 thằng, ít nhất 2. Chấm 1 ra quá, không tới. Con mẹ nó có mua. Chấm 1 rồi anh. Trên lầu còn trên thùng nữa. Im. Qua tùng nữa, tùng. Bỏ đi. Nốc 2 bên này. Tớ ok. Nốc 2, 1 yếu. Ngại cho 1. Còn 5 góc sau rồi đấy nha. Trên công ông có 1 đấy. Tôi nhẹ hoi bằng là sao? Hả? Mình di chuyển chạy. Di chuyển. À, nè, bắn về đấy đúng không? Quay không có cái giáp ngủ nào luôn. Quay ra trả đêm nó nhá. Quả nó bắt đừng nho nhá. Mà nó còn đúng một chấm máu hay còn gì nữa. Chẳng qua nó hên là 70 đêm thằng đấy rồi đúng không? Cái khẩu VS đấy mà có thêm khoảng mấy là có cái bạn thêm là nó chắc rồi đúng không? Lần nào được cầm VS nhưng mà nếu có bạn thêm ạ đúng quá, mình không thể cây gì được. Trời ơi, anh Hùng cứu mỹ nhân cái gì đúng không? Ba ông lóc chồng đi lên cứu. À. Mười viên nữa là chết. Hai cho cũ luôn bạn ơi. Rác, đúng là game rác thật. Đúng là lên xóa game. Ủa, sợi dinh tiếp này có đặt bom. Ủa,
Thôi 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 thôi. Tí cho nhảy dù ké. Đừng bao kho được. Không cho ké đâu. Một thằng công trên công trái tôi này. Trái công ra kho này. Một thằng công trái luôn này. Đéo có súng. Nguyệt đi. Bên này hai thằng nhá. Cúc sáu ngoài chấm này. Má M16 yếu thế. Nó trong kho, nó trong kho. Một thằng thôi. Phải luôn. Ê, ngoài công có. Hai cứu đấy hả? Ba thằng kho. Hai trong kho. Một vậy mà. Mẹ nết. Mở cái kho rồi kìa, mở cái công rồi. Thằng quế. Ôi. Gần được. Thôi gần hay. Gần được, hay, gần được. Hay, hay à. Rai làm sao? Ôi, sai chỗ nào nữa? Bỏ phải tôi nằm xuống tôi ăn nó luôn chứ không có máu cũng ăn rồi. À tôi bắn 230 gram đéo nốc nào phát luôn. Ở bắn mà tim nó đập luôn á trời. Yếu hết rồi mà. Đâu. Hai thằng ở trong kho nó đầy nhóc máu, AK tôi sấy quá trời. Có được cha, bắn yếu hết rồi. À, cái thằng đẩy ra ngoài mà tôi nốc được là ngon rồi. À, dở quá. 230 gram, không nốc. Bắn á, cầm súng lên bắn dọa tinh thần nó thôi, lốc nào cái gì. Giật hết á. Đây, game này tôi bị lót rồi nhé, bắn chậm. Đâu ha? Chim đi bạn ha. Ok bạn ạ.
tiền nha. Một thằng kho này. Tìm vô mình này. À, lấy kho được, lấy kho được nhé. Nó lấy kho phải rồi. À, lấy lời kho trái rồi, lấy kho phải được. Chỉ có tôi với ông thôi nha, hai cái kia ở dưới rồi. Hai thằng kho phải đấy đó. Ừ, hai, ít nhất hai. Tôi thấy ba thằng đu cơ. Dễ một. Lút đi, tôi kê cho, tôi lút hết kho đi. Một cọ, một phát gần này. Bật xuống dưới. Nóc một này. Còn một yếu sau thùng này. Còn hết không? Có. Biết nó ở đâu thì đáp đi. Tôi đứng đấy, đứng đấy. À, nó bò lùi về, nó bò lùi về. Để lốt được. Từ từ bạn. Đây nè. Trong kho hả? Trong kho, sau cái thùng này nè. Trong súng. Nốc rồi. Hay quá. Qua nè bạn. Qua bên trái nè bạn. Gần nè. Ngoài nhà nè. Ai ta. Mở. Cái lưng mình có tay sát rồi. Gạch bốn. Lên nào. Không có súng ốc rồi. Ừ, không sao. Nó xuống cứu bộ hay sao? Có lóc bộ đó được mà xuống. À. Ui, mà e đeo con móng. Cái đầu đó nó cũng tắt người luôn. Hai thằng trên này. Hai. Còn hai trên. Thằng bên kia nữa. Không còn nữa. Ba nó sọt đã. Ờ em lại ở đây à? Tiểu đoàn trưởng. Ồ chó đẻ. Em trốn ở đây. Chia team 22, trời ơi, người ta mạnh về lực nên người ta phải chia 22 ấy chứ. Má thằng lồn kia nó cũng bắn rùa phát đầu ạ, tức thật. Hello mập nha.
Ê, như tôi được cái giả thú hay gì các bạn. Chứ 4 mới được mà, chứ 4 mới được giả thú. Ờ, tôi giết 4 lần mà. À. Ngồi đâu ai ơi. Hai ơi. Vô hóc đi bạn. Vô. Hai team, ba team, bốn team, bốn team, hai team sau, hai team trước. À, lấy chấm mày này. Ủa, ba người ba một cái nhà. Ủa. Trời, anh em vô tiếp. Chết chung. Chào bạn. Vậy chắc là có súng. Ờ, đéo có súng bắn luôn. Ủa em muốn mà không chẳng là xu. Rồi anh lồn đéo súng. Rất quan gì đấy nha. Nhà bạn chưa có hai. Qua tổ chim này. Tổ chim có này, vừa chạy sang xong. Chấm đấy. Luôn. Bạn có. Tổ chim còn nhá. Xa khều. Tổ chim bên này có luôn. Không có súng đạn sao bắn. Tôi tưởng nốt rồi, nằm vào trường. Ui, địt con mẹ. Ua, lóc thằng trong tổ chim rồi. Còn thằng khác nữa, hai thằng bên này cơ. Ôi, còn 3 bốt như đạn. Tổ chim bên này đưa mà. Ông thì tôi thấy ba người bên đấy rồi. À. Không có đường nào mà bắn được các bạn à. Tránh đẩy bên này nè. Chạy sang làm gì nữa? Có gì làm gì? Mẹ tưởng có thằng ạ. À. Để
bắn được luôn á. Nhà vàng vẫn còn á. Bắn xong đợi xíu nhá. Đấy. Yên đại hả? Yên đại làm gì vậy? Một viên đạn kìa. Nhìn thấy ông ấy một viên đạn không? Cái kìa một viên đạn. Một viên đạn làm gì? Ủa? Gì vậy? Cái này là xin chết hả? Không có gì à. Súng tôi cũng đâu có đạn đâu, tôi có 30 viên à. Từ 30 viên, trong qua ông gấp rồi tôi chết. Đúng rồi, tôi các bạn buộc pha nó phải chết. Ê, tôi sẵn sàng trước vậy tôi đi vệ sinh cái, có gì anh em. Hãy cạn đi. Lên. Với đường bay chịu luôn. Cho em xin VSS nhé. SLG này. Hai khẩu luôn nhé.
chim dễ đét nha. Nha nha nha. Hello Pháp. VDS mà có 30 viên á thì em đúng má bá luôn rồi. Không phải bàn luôn. Chiến thần luôn rồi. Quá, công bên này lút rồi à. Chắc khi đó hạt chùm lắm gì. Dạ, đúng rồi, vé đét mà lên được 30 viên em mà chùm. Dạ, người ta phải luyện tập sẵn đấy. Đợi thời đến đấy. Ủa, vật tôi lấy ra không lấy khẩu nào luôn á. Mẹ, lúc đó có người thì không có. Xin nha. Ờ, cốc 6 chấm này. Được, kiếm mất là lại thêm rồi. Dù bạn lại thêm nè. Xin. Này xén à, con này xén à. À, qua lấy súng là xong. Đi một cái tán này. Dù 2 bạn lại thêm. Ai lấy băng thêm không? Giữ cho này. Có em xin một đạn. Con đã SR luôn. Xin được cả hai, cho cả hai. Đưa Silent SR luôn. Xin luôn. À, còn be dư này. Lấy gì ba? Đây. Hả? Lấy gì á? Ô, này. Cúp 8 băng đạn này. Cúp 8 băng đạn chấm này. Sai lần này, SR này. Ờ, ok, em qua luôn. Ờ, 24 trong kho có này. Xin check bát nha. Bát, xin công. Đây này, trong kho có này. Thank you. Đi thôi. Hello Tuấn nha. Em chào anh. À nhầm, chị chào anh. Lộ. Lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi mới thấy Tuấn.
người là tịch. Ủa là lái hay không lái? Không lái thì để người ta lái. Khi con người này ờ à, chung cư còn, chung cư còn, chung cư cao nhất. Khu này có người, khu sau lưng có người, chỗ một có người. Chưa kịp nói bạn ơi. Không bắn tôi được đâu. Nó đến đâu rồi thì báo đi. À, nó bích về, nó bích về. Nó ngoài đồng rồi. Rồi đi, rồi đi, rồi đi. Chung cư vẫn còn. Móc đi mày, móc đi, móc đi, móc đi một. Nó đến đây rồi, đến đây nhá. Chấm này. Một viên mới tư rồi. Đúng hòn đá. Lóc thằng đá ra sẵn rồi. Rồi chết rồi, chết rồi. Còn thằng chung cư nữa. Thằng sau lưng đẩy nha, khu trong 1 này có người ấy. Rồi ok, hiểu. Còn 3 chung cư, 1 viên. Cửa sổ phải. Chung cư nào ấy? Chung cư bên phải. Ủa? Thế ông có một bắn cứu cho bà luôn. Rồi, qua đi, yếu rồi. Mang tôi hốc còn. Đẩy luôn nè, cái xe hưu đầy máu nước thì đẩy luôn. Tôi hốc còn nhá. Lên hai. Còn mấy thằng nhở? Một. Anh dừng kìa vậy? Gì đấy? Tôi tưởng nó không đi. Thằng cặp đôi kia có vẻ hỗn loạn dữ nhở?